Xin chào tất cả các anh chị. Bây giờ là 11 giờ đêm và hôm nay tối hôm nay thì mình tranh thủ thời gian để khui cái đập thùng một cái chiếc Giant. Đấy. Và xin bật mí với các anh chị, trên cái màn hình các anh chị đang xem là một chiếc Giant khá đặc biệt. Giant đây, quan sát cho anh chị xem nhé. Đây là cái chiếc Giant Propel ADV, tức là Advanced á. 1D bản 2021 và con này thì có giá bán là 75.600.000. Thì hôm 1-2 tuần trước thì có một anh khách hàng cũng ở sát bên công ty bên mình, bên xưởng của mình thì có booking một cái chiếc này và mình order từ bên kia về. Thì các bạn, đây là cái chiếc mà Giant mà bản quốc tế, cái bản mà made in Taiwan luôn á, tức là made in Đài Loan đó các bạn. Và không phải là hàng sản xuất đại trà ở Trung Quốc như các anh chị. Đây là cái bản cũng khá là giới hạn, phân phối ra thị trường trên thế giới. Và đây mình qua một chút xíu nha. Đây là cái chiếc xe này của mình, có mã vạch Propel Advent, khung carbon, bánh 75C đây, và size XS dành cho nam. Đấy, đây mình lật thùng qua. Thực ra thì hồi chiều gửi bằng bưu điện về ấy, thì mình có đập ra rồi, bởi vì là mình cần phải kiểm hàng ấy anh chị. Đây. Đấy. Và không mất nhiều thời gian của anh chị nữa nhá. Bây giờ chúng ta sẽ khui thử cái chiếc này nhá. Ây da, một chân một tay vừa tay vừa. Đây là số điện thoại của mình nha anh chị nhá. Số điện thoại của xưởng mình. Cái số này thì mình xài luôn. Đấy, các anh chị muốn đặt hàng hay là, cái số này là số VIP các anh chị ạ. Không biết các anh chị muốn đặt hàng hay là gì mà liên quan tới xe đạp, bán buôn bán sẻ gì thì có thể gọi số này cho mình nhé, mình tên Đức. Ok, không mất nhiều thời gian của các bác nữa, em khui luôn nhé. Con này Giant Advent Propel bản 2021 có giá là đây. Có giá bán lẻ là 75.600.000 đồng. Và mình quay cho các anh chị xem thôi, chứ thực ra thì hồi chiều mình có xem qua rồi, mình có xem qua, kiểm hàng qua rồi. Đây là cái cục yên của nó này. Đây là cục yên của nó nha. Lôi ra luôn nha. Đây là cái bộ đồ nghề của nó này. Mình để trên đây này, làm việc cả đêm các bác. Rồi, đây là mình xách cái xe này ra luôn nha. Đây là xe nguyên bản của nó, 75.600. Có nhiêu đây thôi bác ạ, trong thùng là hết rồi nè. Này, trong thùng là hết rồi, còn một cái gọng nước thôi. Mỗi gọng nước lấy ra luôn nhá. Ra luôn. Bây giờ cho bác xem nhé. Chiếc xe này thì sử dụng cái bộ rúp chuyên nghiệp rồi, Utega này. Đấy. Bác kia xem nhé. Thắng đĩa của Shimano nè. Đây thôi, quay từ sau ra trước cho các bác xem nhé. Dẹp cái thùng qua một bên đi. Quay xe này. Đây. Niềng carbon đó các bác. Niềng carbon. Cái con này niềng mấy phân đây? Chắc phải... thì lấy cái bút, thước đo xem nó mấy phân nhá. Con này mình đoán 6 phân. Hình như bánh trước là 4 phân mà bánh sau là 6 phân. Em đi lấy cái thước dây các bác này, em đi lấy thước dây để em đo cái niềm. Nó mấy phân này. Đằng sau là xem bắn nhé. Thực ra là không thể nào mà quay được anh chị ạ, vì là tôi ra có một tay thôi đây này. Không lấy nét được luôn. Này, mình lấy nét cho anh chị xem nhé. Đấy, cái niềng sau 6,5 phân. Còn cái niềng trước là gì đây?
4 phân. Đó. Đằng sau là 6 phân rưỡi và đằng trước là 4 phân các anh chị nhé. Nhìn cũng hơi đã. Đây cái bánh là bánh gì đây? Bánh tuplet. À. Vỏ chứ, vỏ tuplet. À. Cái thắng đĩa này. Thắng đĩa sau nè, thắng đĩa dầu anh chị ạ. Này nát đắt tiền là bắt cái những cái này nè. Đấy, đắt tiền là cho đắt như thế này nè. Shimano Utega nhá, Utega. À, Utega, bánh 700 rồi, bánh 700 thì ai cũng biết rồi. 700 đây. 700 nhân với 25. Đấy. San. Sử dụng loại vỏ tuplet. Ruột chứ. Đây. Đây là cái gì đây? Chà. Cái sợi dây nó cũng khác luôn các anh chị ạ. Con này là Utega. Mình nhờ quay buổi tối các anh chị ạ, mình quay buổi lúc 11 giờ đêm mà nếu mà cái chất lượng hình ảnh nó không được như ý thì các anh chị cũng thông cảm nhé. Utega. Đây mình đếm clip cho các bác xem nhé. Đấy. Các bác biết Utega bao nhiêu clip không? Nè, em đếm này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Đây, đếm lại nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 clip các bác ơi, 11 clip. Quay kỹ nha. À, cái thông số của clip này. Đó. Khung thì mình không nói là khung carbon 24K. Khung. Đây. Cái xích cũng của Shimano luôn đó. Clip của Shimano, xích Shimano, nói chung là cái bộ truyền động của Shimano hết. Full 100%. Đây. Bộ giò dễ à. Utega nha. Mình chưa ráp luôn, ngày mai ráp thì lại có clip mới cho các bác xem rồi. Đấy, Utega. Shimano nhá, Shimano Utega. À, 11S 5236. Em dừng dậy cho các bác xem. Cái đĩa lớn nhất là 52 răng, còn cái đĩa nhỏ hơn thì 36 răng các anh chị ạ. Đây cụ đề trước của Utega. Còn khung. Thắng trước cũng là thắng đĩa mà của Utega. Phải gỡ cái này ra thôi. Thực ra là một tay không có làm được cái gì hết á bác. Đây. Thì mình quay sơ bộ thôi nhá. Ngày mai mình lại có cái clip mới trong lúc ráp mà khách hàng qua nhận cho các bác xem. Đây. Cái phần tay cong thì nó cũng để vào đây luôn nè. Đây các bác nhé. Phần cổ cong đây nè, Utega. Ngày mai có hình cho các bác xem nhé. Mình là phuộc carbon. Nó chỉ có một màu đen thôi. Cái phiên bản này thì nó chỉ có một màu đen thôi. Ôi, nhìn đã thật đấy. Đây, đây là toàn cảnh cái xe. Ngày mai mới ráp mới có clip được. À, còn các bác muốn xe thì nhiều lắm. Ở đây cái gì cũng có các bác. À, các bác muốn xem xe gì thì cứ vô cái website xưởngxetamdức.com hoặc là shopxetot.com. Còn trên fanpage thì có tới 4-5 fanpage á, thì các bác cứ xem. Còn con này hiện tại thì em chỉ quay sơ bộ như vậy nhá. Đấy, nói chung là con này là khung carbon 24K. Vành thì vành trước thì là 4 phân, còn vành sau thì là 6 phân rưỡi. Vành carbon luôn. Đấy, bộ truyền group set á, Shimano á, Utega hết. Utega, bên dân trong ngành hay gọi là Utega. Đấy. Ngày mai bên em ráp thì sẽ show cái hình ảnh cho các bác xem nha. Con này chỉ có một màu đen thôi. Đấy. Cảm ơn các bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo, những cái video phía sau. Các bác ơi, nếu mà ấy thì đăng ký kênh hộ em nhé. Xin cảm ơn các bác nha. Em chào bác. Em chào mọi người.